Chào mọi người đến với kênh channel Người Đọc Chứng Khoán với đồng Nguyễn Trọng Thịnh. Hôm nay xong trò chuyện mọi người ở cái video này. Và là vừa mới trải qua một phiên dịch mà phải nói rằng là rất nhiều anh chị phải nói là hoảng loạn và lo sợ, và không biết là thị trường ta liệu rằng còn như vậy nữa, kéo dài nữa hay không. Và hôm nay tức là một video mang tính chất trấn an, cũng như là đưa cho mọi người một số góc nhìn về thị trường để cho mọi người hiểu được hiện tại người lên làm gì và xử lý như thế nào. Và rất mong mọi người có chút thời gian nếu thích video của Người Đọc Chứng Khoán và nhớ nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hiện tại Người Đọc có một cộng đồng ở đây, mọi người tham gia vào cách những ở đây nhé. Thì thị trường thì thấy là thị trường ngày hôm nay là một phiên mà phải nói là trắng bên mua là múa bên trắng đấy. Thì gần như là chúng ta sàn rất là nhiều và cái thanh khoản chúng ta thì cũng không phải là quá là cao, chứng tỏ là cái lệnh đặt ra mà không ai muốn mua, không ai giao dịch gì cả, chỉ là sự hoảng loạn của nhà đầu tư cứ đặt sàn mà thôi. Và có thể là một cái sự kích hoạt đến từ gọi là phát sale cung machine của rất nhiều những công ty chứng khoán đẩy lệnh vào, và khi đẩy lệnh liên tục mà khi họ đẩy lệnh bằng lệnh MB á, thì cái việc là đưa mà phiếu đất sàn một cách nhanh nhất có thể thì lại gọi là cực kỳ nhanh luôn nhá. Và hiện tại chúng ta đánh như thế nào với một thị trường mà VMU giảm tận 77,9 điểm ấy, và HOSE thì chúng thấy là giảm điểm thì phải nói rằng là một mức điểm nhẹ một tí, nhưng sàn Hà Nội thì giảm phải nói là tầm 21 điểm, tức là không phải quá là nhiều, tập trung nhiều phải nói là VMU đó là đưa thị trường ta giảm mạnh. Thì về kỹ thuật một tí thì chúng ta coi về thị trường thì đây là một cái phiên mà hôm nay phải nói cực kỳ xấu phiên trong ngày hôm nay. Thì chúng ta về kiểm tra lại cái vùng ngay tại cái vùng hỗ trợ vùng 1.3, và chúng ta tính được thì chúng ta sẽ về vùng này nếu như chúng ta sẽ không hồi phục tốt trong thời gian sắp tới thì ngay tức thì chúng ta hồi giảm lại vùng bên dưới là điều bình thường đấy. Thì hiện tại thì cái sự giảm lại thế này thì khả năng thì chúng ta sẽ còn có một nhịp gọi là nhịp rung lắc nhẹ vào phiên ngày mai nữa. Và nếu như phiên ngày mai có một sự rút chân tốt thì chúng ta sẽ quay trở về lại cái vùng ra vùng 1.350 kiểm tra vùng này là điều có thể xảy ra với thị trường hiện tại nhá. Chúng ta nghĩ như vậy với trường hợp hiện tại với thị trường. Hiện tại về quá khứ đã có một lần nào như thế này chưa? Thì hiện tại là chưa. Tại vì tâm lý của chúng ta đo đạt được là ngắn hạn thì ta sẽ khó phân tích được. Và hiện tại quá khứ thì nó chỉ có một số cái tình huống và nó sẽ lặp lại và sẽ tiếp tục tiếp diễn. Với tình huống bây giờ thì phải nói là một tình huống mà rất nhiều người đang lo sợ là không biết thì chúng ta có tin gì xấu hay không, có chiến tranh hay không, có điều gì nó chuẩn bị xảy ra cực kỳ xấu hay không, mà sao trường giảm mạnh đến như vậy. Thì team người đó nghĩ là hiện tại thị trường chúng ta không có quá gì phải lo lắng về góc độ là giảm mạnh như thế này nhá. Vì giảm mạnh thế này là một điều chuẩn bị tạo đáy cho một xu hướng sắp tới. Và hiện tại thì chúng ta giảm mạnh bởi yếu tố là nhà đầu tư đang lo sợ một số chính sách của nhà nước sắp tới, như một số chính sách đến từ Fed về sự gọi là bóc lột tàn khốc nhất về bản báo cáo chính. Chứ hiện tại đây mà nói chúng ta mà gọi là giảm bởi một số cái lý do như là bắt ông này bắt ông kia thì gần như sẽ sai hoàn toàn nhá. Cái việc giảm này chắc chắn sẽ đầu tiên một vùng đáy, và khi vùng đáy xác nhận rồi tức là sẽ phục vụ vùng đáy đó là một vùng đáy cho cái quá trình chạy 5 năm sắp tới nữa. Cho nên là nếu như mọi người hiện tại đang không có mặt xin hay đang có tiền mặt tốt thì phiên ngày mai sẽ là một phiên rất tốt cho mọi người, và mua một số mã phiếu, mua trong xu hướng cầm chung và dài hạn nhé, ít nhất phải cầm đến tầm 2025 đến năm 2027 thì mới cân nhắc việc bán ra. Thì nó sẽ mua trong quá trình liên tục giảm trong quá trình đó, tức là thị trường ta sẽ giảm rất nhiều những cái lần giảm mạnh như thế này trong quá trình sắp tới, có thể là trong năm nay và có thể là còn năm sau nữa đấy. Và thị trường ta sẽ không có cái vấn đề là sẽ vượt được vùng 1.550 là vùng 1.500 đâu nhá. Thì chúng ta sẽ trong một xuống và xuống sideways down trong xuống này. Hiện tại mọi người thấy này, những cái kỹ thuật gần như là thể gãy mọi nền rồi đó, ngay cả chúng ta coi về MA này cũng là gãy luôn rồi, chúng ta coi về chặt tuần á là bắt đầu gọi là đi vào MA luôn rồi. Trong một cái xu hướng thì chúng ta kể từ năm 2020 khi dịch Covid bùng ra là thì chúng ta vượt MA này rồi, từ lúc đó trở đi là chúng ta chưa bao giờ thủng lại MA và luôn luôn đi gọi là cận kề với cái đường hỗ trợ kiêu sen của nhà tuần. Nhưng bây giờ chúng ta bị thủng luôn cái đường kiêu sen và xác nhận cho một phiên thủng mây luôn, thì chứng tỏ chúng ta sẽ giao dịch quanh vùng này là điều chúng ta sẽ thấy nhá. Thay vì chúng ta sẽ giao dịch tăng tiếp đó, không nhìn chúng ta sẽ như vậy. Thế này, trong một quá trình thủng mây này, thấy không, trong quá trình thủng mây này thì chúng ta sao mọi người, sẽ giao dịch quanh vùng mây
Đấy, và còn giảm tiếp hay không là tùy vào mức độ trường có yếu hay mạnh nha. Mà nó sẽ trong vùng mây, và nếu như nó mạnh thì nó sẽ vượt lại, nó yếu thì sẽ giảm như thế này và nằm dưới mây. Chập tuần như vậy. Về chúng ta coi về daily thì thấy là một chập tuần chúng ta khá là xấu, phải nói là chập tuần daily của đến VDAY á, của chập tuần cũng khá là xấu khi mà chúng ta là về kiểm tra những vùng cũng như là vùng hỗ trợ phía dưới. Và câu chuyện là điều rằng có về lại vùng hỗ trợ cứng 1/2 không, và nếu về vùng 1/2 á thì đó được coi là vùng cơ hội rất là lớn cho chúng ta nhá. Lại thì chúng ta không nên bán thì bây giờ nữa, và chúng ta sẽ không nên bán kể từ giai đoạn đó là giai đoạn của ngày hôm qua hôm kia rồi, chúng ta không nên bán rồi, tại vì là giai đoạn này giai đoạn chúng ta bán một khoản lỗ rất là lớn, và khi mà chúng ta gần như hồi thì sẽ có hồi rất là tốt. Chúng ta coi về Dow Jones nhé, về Dow Jones một tí, chúng ta thấy được này, những thị trường lớn của thế giới thì thị trường đó cũng có hồi phục rất là tốt khi thị trường nó giảm mạnh nhá. Còn chúng ta thì sao, chúng ta coi nhé, chúng ta coi về chart daily đi. Đây chúng ta thấy này, trong một quá trình thì giảm của Mỹ này cũng là giảm một cái gọi là quá trình giảm rất là mạnh nhá, em rất là mạnh đấy, nhưng mà chưa có lần nào giảm mạnh như Việt Nam ta hiện tại, tức là giảm kiểu như là một phát giảm tầm 6-7% và 5-6% thì không có, thì giảm quanh quẩn tầm 1-2% thôi, tại vì là cái mức điểm của gọi là của chứng khoán Mỹ cũng khá là cao. Cho nên là hiện tại thì thị trường chứng khoán Mỹ giảm này rồi sẽ sự hồi phục, và cái biên độ giảm là tầm 13%, và sau đó hồi phục lại tầm 8% nhá, hơn một nửa, thì chứng tỏ thì chúng ta ít nhất cũng phải được 1/3 hoặc là một nửa. Thì nên chúng ta đừng lên vội vàng bán ra những cái vùng phía dưới này, cố gắng đợi nhịp hồi phục tầm vùng đáy chúng ta vào, chúng ta bán ra và tìm cách mua trung bình giá hạ giá vốn để xử lý nhá. Và hiện tại góc độ về thời gian đi, thì tiền người đó sẽ đứng chững ở thời điểm bây giờ và đợi cho đến giai đoạn tầm qua cái tuần của Fed, hoặc tuần ngày 4 ngày 5 của Fed của tháng 5, qua ngày đó thì người đó sẽ quan sát thị trường và cân nhắc việc vào, hoặc có thể sẽ đợi qua tháng 5 luôn thì người đó sẽ vào thị trường lại. Và hiện tại người đó chỉ đang cân nhắc một số điểm mua chung và dài hạn thôi, tức là những mà phiếu giảm sâu giảm mạnh thì nó sẽ cân nhắc điểm mua nhá. Thế này, ví dụ khi Fed này, chúng ta coi về chặt tuần của Fed nhá, của chặt Dow Jones á, chúng ta thấy này, khi bắt đầu giảm thủng vào mây này, bắt đầu có hiệu giảm thủng vào mây, thấy không đấy, thì khi đó bắt buộc phải đi trong cái mây này, chưa là bứt thoát được vì mây khá là dày. Và thì hiện tại chặt tuần của chúng ta cũng sẽ như vậy, chính vì thế khả năng thì chúng ta về lại những vùng phía trên rất là khó, và chúng ta chỉ đang trong một xuống là xuống sideway down, tức là sao, trong cái đi sideway, nhưng mà trong xuống gọi là down, chiếm tỷ trọng cao hơn với hiện tại bây giờ đấy, gọi là sideway down nhá. Chúng ta hiện tại đang như vậy, cho nên là thị trường Fed cũng như vậy luôn, thị trường Dow Jones cũng như vậy luôn, và chính vì thế chúng ta khả năng chúng ta cũng sẽ đi quanh vùng này đó. Khi mà muốn vượt hay không chúng ta không biết, đi quanh vùng này đã, và hiện tại chúng ta đang ở trong một cái điểm gọi là quá bán rồi, cho nên mọi người cũng đừng dại video mà bán ra thì đến bây giờ nhá, là điểm quá bán rồi. Chúng ta coi về những cái chỉ báo như RSI này, bắt đầu là cắm xuống quá bán rồi đấy. Và chúng ta coi thêm một chút về cái chặt tuần đi, thì thấy là hiện tại cũng đang ở cái điểm quá bán cực kỳ mạnh rồi, đó là chứng tỏ ít nhất là phiên ngày mai ngày mốt dù sẽ có sự hồi phục rất là tốt, hồi phục được bao nhiêu thôi chúng ta chưa biết, nhưng sẽ có sự hồi phục mạnh. Chứ thế mà nhân hội này cơ cấu một số mặt phiếu yếu đi nhá, tập trung vào những mặt phiếu mạnh, hoặc là tập trung vào những mặt phiếu đầu tư dài hạn và mua tích sản liên tục. Đầu tư chứng khoán chúng ta không nên đầu tư ngắn hạn, mọi người biết quy tắc 83 đúng không, 82 sẽ là 82, mọi người chỉ đang tập trung vào cái phần nhỏ là 2 thôi thì mọi người sẽ không có chiến thắng đâu. Hãy tập trung vào những phần gọi là phần 8, làm những điều 2, tập trung vào những phần 8 nhá. Đó, hãy tập trung vào những cái mã phiếu mọi người biết rằng là cơ bản nó tốt, doanh nghiệp nó tốt, hãy mua tích sản khi nó giảm nhá, đừng tập trung vào những vấn đề ngắn hạn quá. Thì bây giờ là thời điểm mọi người nên thay đổi cách đầu tư như vậy. Thì hiện tại là chỉ muốn cho chuyện mọi người một tí như vậy thôi, mọi người đừng lên bán thì bây giờ nhá, đừng lên bán sàn, cũng như đừng lên bán khi mà những mã phiếu chúng ta đang về những vùng hỗ trợ cứng đấy. Thì hiện tại thị trường chúng ta đang ở khá xa với đường EMA, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ hồi phục lại để kéo đường EMA về nhá. Mọi người thấy này, khi mà trường chúng ta giảm mạnh này thì sẽ một nhịp đợi chững lại để kéo đường EMA về
Đấy. Và nếu được thì chúng ta giảm mạnh này, cũng sẽ chứng lại để được kéo được em ấy về. Thấy không? Đó thì chúng ta sẽ cũng sẽ như vậy. Cho nên mọi người đừng dễ dàng bán nha, bán ra bằng mọi cách nhá. Và hiện tại thì mọi người nên quan sát một số mã phiếu, ví dụ như một số mã phiếu giảm sàn ngày nay như FPT đi nhá. Thì nó giảm sàn này thì nó sẽ về đâu? Ví dụ như về giá 100, đúng không? Về giá 100. Và nếu như nó không tụt giá 100 thì sao? Đấy, hiện tại nó đang ở đâu? Xu hướng thế nào? Phải quan sát thử những mã phiếu mạnh này, những mã phiếu như thế nào trong một cơn sóng nhá. Và kể cả BG nữa, cái mã phiếu quan sát thử nó đang gãy thủng đường MA 50 và liệu rằng nó có về những vùng hỗ trợ đường MA 200 và thủng hay không. Nếu không thủng thì đó là cơ hội tốt cho mọi người mua tích sản nhá. Rất nhiều mã phiếu nữa như thế giới động nữa sẽ nhiều mã phiếu mà có thể tích sản được. Đấy, tôi quan sát những vùng nào hỗ trợ cứng của nó này, tích lũy phải nói là tầm mấy tháng trời rồi thì khi nó về nó sẽ như thế nào nhá. Nhưng mà phiếu của anh chị hiện tại nó giảm mạnh đi, đứt đi hay sell đi, hiện tại giảm mạnh thế này thì nó sẽ về đâu là vùng hỗ trợ của nó hiện tại. Phiếu đứt thì nó sẽ về vùng này, về đây nó có thủng hay không, nó không thủng thì nó sẽ những nhịp hồi phục của nó nhá. Thủng thì nó rất yếu, nhưng mà phiếu đi đất xanh đi, đất xanh thấy không đấy. Nhưng mà phiếu nào mà những mã phiếu mà nó có sự hồi phục mạnh mẽ trong một cái thị trường khá là yếu, nó là những thằng mạnh mẽ giảm ít hơn thì nó là những mã phiếu mạnh. Ví dụ đất xanh này, nó là cái hiệu tạo nền sớm hơn so với thị trường chung, tức là có hai cái nến tạo nền quanh vùng này rồi, chúng ta đó mà một mã phiếu mạnh quan sát được nhá. Đấy, chúng ta có thể coi lại cái chart kỹ thuật của chúng ta này đó, chúng ta coi về cái bảng điện này, chúng ta coi thử những mã phiếu nào, những mã phiếu mà nó thấy cái sự giảm điểm nó không phải quá là mạnh, thì đó những mã phiếu ta nên quan tâm một tí nhá, nên để tâm một tí đó. SCR này tại sao lại có những sự hồi phục như vậy? Đấy, chúng ta không nhất thiết phải coi những mã phiếu nó phải xanh. Bây giờ tôi coi một số mã phiếu mà tại sao hôm nay nó lại đóng cửa mức giá tốt hơn với giá thị trường chung mà được rồi nhá. Để quan sát những yếu tố như vậy thì khi đó ta mới ra quyết định được là hiện tại trường nó đang như thế nào, vận động như thế nào, đúng không? Đấy, chúng ta được không nên so sánh với một thị trường chung. Đấy, ví dụ như mã cổ phiếu GDT đúng không? Đây, một mã phiếu mà có mức độ giảm yếu hơn ít hơn thị trường chung rất là nhiều và sự hồi phục của nó mạnh mẽ thì chúng ta phải quan sát thử là cái xu hướng nó sắp tới như thế nào. Đây là mã phiếu đầu tư gọi là dài hạn này, có thấy không? Nó cứ tăng trưởng đều thôi. Thì nó thằng xuất khẩu gỗ qua Mỹ mà, để Mỹ là phần xây nhà bằng gỗ mà đúng không? Đấy, thì chúng ta phải quan sát một số mã phiếu như vậy. Ví dụ như là chúng ta coi về một số dòng như là về dòng banh đi, chúng ta coi mã phiếu nào mã phiếu giảm thấp nhất. Vì công banh này, Tiên Phong banh này, đó, mã phiếu này giảm thấp nhất thì đây là mã phiếu chúng ta cần phải quan tâm kỹ nó vào phiên dịch ngày mai. Chứng khoán cũng vậy và kể cả bất động sản cũng vậy. Tại sao BCM là mã phiếu nào nhớ được đường MA 20 trong khi rất nhiều mã phiếu bị thủng? Đấy, thì chúng ta phải quan sát kỹ nhá và phân tích kỹ. Và đây là một cơ hội rất lớn cho chúng ta khi một thị trường chúng ta đang rất yếu, thì có thể đây là một cơ hội rất lớn cho chúng ta, đúng không? Tại vì đây là mã phiếu đi ngược thị trường mà, đó là cách chúng ta nên tìm kiếm một cơ hội. Và thì bây giờ là như vậy nhá mọi người. Đấy, có thêm một số mã phiếu nữa nhá. Rồi một số mã phiếu như Novaland, Vinhome này, nước xanh này, đấy đa phần giảm yếu hơn. Hay là thấy như là dầu khí thì nó đa phần giảm rất mạnh. Chúng ta thấy như là mã phiếu AG đúng không? AG thì giảm mạnh hôm nay, sửa phục thôi và nó đang cố gắng này tạo những cái vùng giá quanh đường MA 200, chứng tỏ là có sự nâng đỡ giá quanh vùng giá 40 thay vì là nó bị bán mạnh. Thì người đó nói rồi, chủ tịch mua vùng giá tầm 42-43, Dragon Capital mua vùng giá tầm 40 thì không lý do nào mà phiếu này giảm thủng 40 được. Đó, thì nó sẽ quanh vùng này, người đó nghĩ như vậy. Thì đó là một cái gọi là cái lý do cho đầu tư. Cho nên mọi người có thể quan sát một số mã phiếu nhá. Đây là cơ hội nhá, người đó nghĩ là một cơ hội cho người đầu tư trong 6-5 năm tới nữa. Thay vì mọi người đang sợ hãi thì mọi người nên dịch chuyển cái cách đầu tư mọi người sang những mã phiếu tốt đầu tư chẳng hạn nhá. Mọi thử suy nghĩ đi, trong một cơn sóng thị trường tốt như vậy, mọi mua nước lát một số mã phiếu, mọi người có tốt bằng người đã nắm giữ một mã phiếu không nhá? Rất nhiều mã phiếu khi mọi người nắm giữ nó tăng ít hai ba điều kiện bình thường, nhưng mà khi mọi người mua nước lát có thể nó lại là cái quá trình mọi người lại ít hơn rất là nhiều. Tại trong một phải quan sát kỹ, phân tích kỹ nhá. Đó, hôm nay có cảnh gọi là đỉnh vũ này, đỉnh vũ khá tốt này, xanh rất là tốt. Đó, nhưng mà nó là phản ánh lại của sự giảm điểm của ngày hôm tuần trước đúng không? Đấy, chúng ta phải coi một số mã phiếu như vậy đi liên tục như vậy.
để mà tìm được những mã phiếu nào, những mã phiếu nó khỏe thị trường như thế nào đấy, thì chúng ta mới tìm ra cơ hội được nhá. Chứ bây giờ chúng ta tập trung vào một số cái gọi là cái tổng quan thì ta sẽ không thể tìm thấy được cái tiểu tiết nó đang ở đâu nhá. Mình nên tập trung vào những cái tiểu tiết. Tiểu tiết là gì? Là một cái quá trình giảm điểm thì những mã phiếu nào sẽ là những mã phiếu khỏe bây giờ đó, thì ta phải quan tâm những mã phiếu như vậy. Theo chúng ta tập trung vào những cái thứ mà ai nhìn thấy ấy, đó là chúng ta giảm mạnh nhá. Chúng ta phải biết được cơ hội hiện tại đang ở đâu. Và một câu nói của mọi người đầu muốn tặng cho người mọi người đó là khi thị trường đẫm máu và ngay cả chính bản thân chúng ta đẫm máu thì đó là một cơ hội rất là lớn nhé mọi người. Thì chắc người đòi dừng video đây thôi. Thì xin chào mọi người, hẹn mọi người ở cái video tiếp theo. Và nếu mà mọi người tìm được một hướng đầu tư hợp lý cho mọi người và đừng lên bán, hay là chung vào một số là trung hạn và dài hạn, đó là những cơ hội tốt cho người mua trong vòng 5 năm tới nữa nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở cái video tiếp theo.